tôi phải nói là thứ nhất là đối với viêm gan B thì ta có cái đường lây là đường máu rồi và các phương thức lây truyền đấy rồi. Như tôi nói là để mà ngăn cái lây thì đấy các cách thức là như vậy. Đấy, phải không ạ? Đối với, tôi nhắc lại thí dụ như là vậy còn lại về cái thói quen sinh hoạt hàng ngày ạ. Với sinh hoạt thói quen sinh hoạt hàng ngày thì đối với viêm gan thì có rất nhiều nguyên nhân tôi nói ra thôi. Đặc biệt chú ý đến bia rượu. Bia rượu là tại sao tôi nói đặc biệt chú ý? Bởi vì cái tỷ lệ mà viêm gan, xơ gan và ung thư gan do rượu hiện nay là rất cao. Chưa kể đến là cái loại là bệnh lý tâm thần do rượu. Tôi chỉ nói đến gan thôi, là viêm gan, xơ gan, ung thư gan do rượu là rất cao. Vì chúng ta sử dụng rượu bia quá nhiều. Làm nước là gọi là cũng vào cái loại top của rượu bia trên thế giới. Wow. Cho nên vui cũng rượu bia, buồn cũng rượu bia, chẳng vui trường buồn cũng rượu bia. Cái đó rất ảnh hưởng. Mà tôi đã có dịp tôi đã nói lên cái liều uống cho rượu bia cho cơ thể như thế nào là đủ. Bởi vì thực ra rượu bia là tôi nói là một cái văn minh của loài người hàng 5-6.000 năm nay rồi. Văn minh của loài người nếu như uống ít, uống liều vừa phải thì nó có tác dụng hoạt huyết, làm cho cơ thể khỏe ra. Có rất nhiều người uống rượu khỏe lắm chứ. Thế là đấy là người ta uống đủ liều. Thế còn quá liều thì sẽ gây tổn thương gan. Và tôi khám bệnh cho bệnh nhân thì tôi thấy hầu hết các anh có chức có quyền một tí. Vì nhậu nhiều cho nên anh nào vào mèng nhất cũng là gan nhiễm mỡ. Xa nữa là bắt đầu viêm gan rồi. Phải không? Và xơ gan và ung thư gan. Hơn 9 năm có mặt trên thị trường, giải độc gan Tuệ Linh đã không ngừng nỗ lực chăm sóc và bảo vệ lá gan Việt. Giải độc gan Tuệ Linh, sản phẩm cho người viêm gan virus và xơ gan.